Tử vi tuổi Ất Mùi 1955 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tháng 7 âm lịch có biết bao nhiêu biến cố xảy ra. Đã là tháng cô hồn, lại còn bị đại dịch hoành hành, nên mọi thứ gần như đi vào bế tắc. Ấy vậy mà, vẫn có những con giáp cứ ngồi không ở nhà cũng gặp được may mắn. Và tuổi Ất Mùi là một trong những người như vậy. Trước đây, dù có đen đủi như thế nào thì không biết, nhưng đến thời điểm này, vận trình của họ vô cùng sáng lạng, luôn gặp được may mắn, thành công trong công việc cũng như trong gia đạo, sức khỏe. Bởi tuổi Ất Mùi là những người luôn cởi mở, nhiệt tình, tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ sống rất tích cực, lạc quan, không bao giờ suy tư, buồn phiền, dù gặp phải nhiều khó khăn. Họ sống rất độc lập, ít khi làm phiền hay nhờ cậy ai. Nhưng bên cạnh những ưu điểm, tuổi Mùi mệnh Kim cũng có những nhược điểm nhất định. Họ thích phán xét người khác nhưng lại không bao giờ nhận lỗi lầm về mình, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ bạn bè, người thân ở xung quanh. Họ chỉ quan tâm làm những điều mình thích mà không nghĩ đến cảm nhận của những người khác. Chỉ đến khi trưởng thành, họ mới hành động theo lý trí, suy nghĩ chín chắn và nghĩ cho mọi người nhiều hơn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, cung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Mùi trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Mùi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Ất Mùi trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, song phẳng, nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Ất Mùi là những người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng người khác. Vận mệnh của những người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm. Vận trình của người tuổi Ất Mùi trong tháng 7 này khá là tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể có nhiều thời điểm thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Về vấn đề sức khỏe, người tuổi Ất Mùi cần lưu tâm để ý, đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Mệnh chủ nên tham gia các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều. Ất âm mộc gặp Bính Dương Hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được dinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Ất Mùi, nếu có cơ hội thì cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Không những vậy, năm 2021, tuổi Ất Mùi nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đường đầu họa, vô hỷ át hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Ất Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của cây Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Ất Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin được chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Ất Mùi trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Đầu tiên, về sự nghiệp, quan vận. Với gia chủ tuổi Ất Mùi, trong tháng này sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết mệnh chủ đã thành thơi hoặc làm ít dần hoặc sắp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu mệnh chủ vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng mệnh chủ đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, mệnh chủ nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho mệnh chủ. Mệnh chủ chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý, đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với những người vẫn đang tiếp tục công việc, mặc dù làm việc chăm chỉ, mệnh chủ sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, mệnh chủ cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở một nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn ở bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của mệnh chủ phụ thuộc vào nỗ lực của chính mệnh chủ. Ngay cả khi mệnh chủ không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Nếu như gia chủ tuổi Ất Mùi không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiều mười quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ tuổi Ất Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Phần tài lộc của gia chủ Ất Mùi không mấy khởi sắc trong tháng 7 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp mệnh chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần chi tiêu tiết kiệm, khoa học, tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Với những người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, tại thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bản thân gia chủ tuổi Ất Mùi cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi dùng tiền bạc cho người thân, bạn bè chứ không phải bản thân mình. Mệnh chủ cũng quý trọng tiền bạc nhưng có những chuyện không tiêu pha không được. Thứ ba, về tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho gia chủ tuổi Ất Mùi. Những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, mệnh chủ có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi mệnh chủ giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, mệnh chủ đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ, có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong tháng 7 âm lịch, mệnh chủ sẽ gặp những xích mích, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Gia chủ tuổi Ất Mùi trong tháng 7 âm lịch về sức khỏe không được tốt, nhất là các vấn đề liên quan tới sức khỏe, chú ý các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Đặc biệt với những nam gia chủ tuổi Ất Mùi cần chú ý tới các bệnh nội tiết, đặc biệt là thận. Ngoài việc đi khám tổng thể thì gia chủ cần chú ý đến sinh hoạt hàng ngày, bia rượu, các chất kích thích cần tránh để không tích tụ bệnh lâu dài, ảnh hưởng đến con đường phát triển của gia chủ. Gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Ất Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm Sơn Hạ Họa, tháng Thân lục hợp Tỵ, Tam hợp Tý, Thìn thành Thủy cục, Xung Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 2 tháng 7 từ ngày mùng 9 tháng 8 dương lịch, Nam Giáp Kỷ Sửu. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 7 từ ngày 21 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp Tân Sửu. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 7 từ ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, Nạp Giáp Quý Sửu. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Ất Mùi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 7 từ ngày 14 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Giáp Ngọ, nạp âm Sa Trung Kim. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 7 từ ngày 26 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp Bính Ngọ, nạp âm Thiên Hà Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Ất Mùi trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ cho quý gia chủ. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.